Rồi, chào mọi người đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi xem video nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy video mới. Rồi, hôm nay video có mã là 136 nha mọi người. 136. Nên về được một cái sạc bình 12V của Nhật. Với mấy món nè, mỏ hàng nè, cái vòi xịt gió nữa. Kèm chút dây điện. Cái hùng mà đây, cái tủ điện này rất là nặng, nó là thép rất là dày mọi người, vỏ nó cái tủ điện ha, mọi người có xài thì xài. Rồi món số 1 ha, giới thiệu món số 1, cái kìm của Mary Tool. Kìm Mary, đặc biệt cái kìm này là nó dài 150mm nè. Nó là cái mỏ vậy nha mọi người. Đây cái mỏ nó nè. Mỏ dẹp. Đặc biệt cái mỏ dẹp ha, dẹp đẹp luôn. Đó. Cái mỏ dẹp. Đây độ dày nó là 1 phân. Đúng 1 phân ha, 1 phân. Rất là mỏng. Dài. Lưỡi nó dài 6 phân, rộng 1 phân, dài 6 phân của Mary Nhật. Này để mình kẹp mấy đồ, nó chuyên kẹp mấy đồ như là đút vô chỗ hẹp á. Đó, nó là tiện dụng nha mọi người. Cái này trong bao còn cái miếng cao su nè. Su này để mới á, nó để giữ cái lưỡi vậy thôi. Kim này đã có sử dụng rồi nha mọi người, nhưng mà nó còn cái bao. Rồi. Rồi kìm Mary này có mã là 136.1 nha, giá 200.000. Tiếp theo bán cái bộ cưa lọng mỹ nghệ nè. Cưa này size rất là to. Khung này rất là to. Đây 20 nè. Nhưng ngang là 13 luôn mọi người. Của Nhật, thương hiệu là Engineer ha. Đây, Engineer của Nhật. Đây giờ bên luôn nè, đóng giờ bên luôn. Cho mấy bác mà cần cái chữ giờ bên hết. Rồi, cái này nó kẹp lưỡi như vậy. Cái này là hàng tặng theo một cái bộ lưỡi của Nhật. Bộ lưỡi này thật ra nó là không phải trong cái cây cưa này, nó bộ của một cây cưa khác. Đây cưa khác ha. Cái cưa này là nó xài cái lưỡi kẹp nha mọi người, nè lưỡi kẹp nè. Là nó không có cái chốt này nè. Nhưng mà mình xài qua thì vẫn bình thường. Bây giờ mình cắt hai cái chốt này đi là mình xài được nha. Rồi, đó mình đã cắt hai cái chốt đi nè, lấy kìm bẻ nhẹ cái đó đứt à. Là mình gắn lưỡi vô nha. Nới cái này lên. Để lát mình tăng đơ nó xuống. Nới hai cái này lên. Nó không đủ nữa rồi mình giảm cái này nha. Đó. Rất là dễ. Rồi siết lại. Ok. Rồi nó sẽ như vậy nha mọi người. Cái này mình xây lại được ha. Cái này ô vuông nè. Mình xây cái đảo cái mặt lưỡi này lại được luôn. Mặt lưỡi nó sẽ nằm dày hoặc dày. Bên đây nằm 3 hướng, 4 hướng nha. Mặt lưỡi mình có thể nằm 4 hướng. 4 hướng trên cái trục này nè, trục vuông. Rồi nó sẽ như vậy nha mọi người. Dùng cưa mấy đồ mỹ nghệ mini. Như khắc chữ, khắc
ba cái kiểu là cái gì xà cừ rồi đó, người ta thường xài cái này nè. Và một bộ nha, nó có cỡ nhiều cỡ luôn nè, cỡ hưa, lưỡi khít, lưỡi bản rộng 2, 4 lưỡi, 5 cái lưỡi nha mọi người. Cái cưa này kèm 5 lưỡi luôn, cưa dạng to, có mã là 136.2 ha, giá 300.000 bộ. Rồi tiếp thêm về cái hai cái món hàng, một cái lớn này test ok, nóng ngon lành, nóng rất là sâu, cái bằng nó nóng nó có công tắc luôn nha mọi người, là nó lên từ từ nhưng mà nó nóng nó giữ rất là lâu luôn, nóng giữ lâu đó, dây zin luôn, cái lò xo nó hơi giãn, nó bị giãn. Đây có công suất là 300W nha mọi người, mỏ hàng 300W, điện 100V của Sweat Nhật Bản ha. Mũi zin nó như vậy nè, nó xài mòn tí trên đầu nè. Cái này quá đơn giản, mọi người muốn nhọn thì mài là cái bốn cạnh nhọn ngoắt nó gì. Lưỡi nó, ủa cái mũi nó dài ra tới đây nè, giảm vô khúc cũng được, nó dài ra tí. Rồi mỏ hàng ha, rất là to, nặng, thước là 30 luôn nha. Rồi dưới màu cái mỏ hàng điện tử nè, mà về cắm điện nó không có nóng nha mọi người. Đây để cắm thử luôn nè. Cái này cái bằng tặng kèm ha, ha. Mọi người về có sửa được sửa không? Nó lên đèn, nó có đèn ở trong luôn. Đây. Đó, vô điện nó có đèn nè, mà nó không có nóng mọi người. Ở đây có cái điều chỉnh tăng giảm gì nè, không biết nữa. Đó bằng điện tử của Haco luôn nha, thương hiệu Haco luôn, Haco Nhật. Dây nó không ăn á, rồi nói chung nó lên đèn đó, dây zin luôn. Rồi cái này tặng kèm cái này luôn ha, bán cái mỏ hàng lớn tặng cái mỏ hàng nhỏ nó bị không nóng. Rồi có mã là 136.3 ha, giá 550.000. Rồi tiếp theo là cái dụng cụ này rất là hay, rồi rất là nặng luôn, nó bằng thép mọi người. Cái này nhôm nè, này thép, bên trong là mũi thép. Cái mũi này là nó do như là do mấy cái ống đồng vậy, mấy ống đồng mình cắt ra nó bị mớp mớp, nó có sơ sơ cái bao vi á, cạo như vậy nè đó nè, chưa cái cạo nhiều nhiều không tí. Nè đó, nó gào quá trời luôn nè, nó lọt đây nè, cạo ra nè, cạo nó tròn luôn nè, khuyết vô luôn. Mũi bằng thép mà nó ăn rất là tốt, của Eco Nhật nha mọi người, thương hiệu Eco. Cái này là nó có xây tự động luôn nè, xây một chiều á đó. Đó, nó hơi khô ha, bỏ nhớt vô, xây một chiều, xây nhanh. Đây coi, đường kính lọt cái ống vô là cỡ 27 nha mọi người. Tính sơ sơ cỡ ống 27 nha. Rồi, cái dụng cụ này có mã là 136.4 ha, giá 200.000. Rồi, anh em về cái sạc ắc quy nha mọi người, sạc quy 12V. Còn rất là đẹp, đầy đủ dây. Đây. Kẹp zin của Nhật luôn. Tokyo, Nhật. Đây, thông số của nó này. Sạc được bình 12V nha, 12V 6A, dòng sạc là 6A. Sạc điện 100V nha, còn khá là ok. Đây, nó có đo bình luôn ha, cắm lên bình nó sẽ đo lên dãy này nha mọi người. Còn công tắc này thì không biết, cái này hai cầu chì nè, sạc bình giá gì vậy? Giống như kích hay là test. À, để vô điện thử.
điện cho ngon nha. Nó vô điện rồi nó sẽ có đèn đỏ lên ha, đèn này đèn đỏ nè. Đây. À nó bị rớt dây điện rồi. Rồi. Cắm vô sẽ hiện lên đèn đỏ nha mọi người. Von nó hiện cái von mình xài luôn. Đây là tăng lên xíu. Như sạc nhanh đó. Cái này nha. Đó. Cắm vô là chạy. Rồi để đo cái dòng điện ra. Lấy cái đồ đo von này đo ha. Rồi xong, cái này nó hết pin rồi. À còn. Đây, đo điện DC. Rồi, kẹp này vô đo mọi người. Nè, hiện tại nó là 14.7V ha. Đang sạc nhanh đó. Đang bằng cái nút gạt này ha. Bật qua. Đó, nó giảm xuống còn 12, sạc chậm hơn lại. Hai chế độ sạc nha mọi người. Vậy là nó hai chế độ sạc. Rồi. À cái đồng hồ này để em sử dụng nha mọi người, để test mấy đồ được. Em không có bán đồng hồ này ha. Để mọi người hỏi cho nó mất thời gian mọi người. Rồi. Cái đồ sạc pin, máy sạc pin của Nhật nha mọi người. Mã là 136.5 ha, giá 1.100.000. Rồi tiếp theo về được cái hộp nữa, lại một cái hộp của Nhật, đây còn khá đẹp, trong cũng khá đẹp luôn, chung là trong ngoài đẹp. Hộp này đựng đồ nghề hay đựng máy, cái máy cũng được nữa, máy khoai ăn cũng được. Rồi cái thước nó nè, 36 x 20 x 7.5. Khóa gài đầy đủ mọi người. Hộp này cũng tương đối, không có mỏng, không có dày. Chung nó khá. Không mỏng, không dày ha. Khóa chắc chắn. Ok. Rồi, cái hộp này mã là 136.6 ha, 300.000. Rồi tiếp theo về hai cây hỏi gió nè. Test ok hết nha mọi người, kính hơi. Nè, một cây nó có sẵn đuôi chuột, cây này thì không có ha. Rồi cây này thì nó có cái đầu chỉnh áp được nha. Chú ý. Một cây có đầu chỉnh áp, cây không ha. Cây thì có đuôi chuột. Đây hai cây hai hiệu khác nhau. Đó, đều của Nhật hết nha mọi người. Này Kurita, con này là adapter. Đó. Cây xài dây trên nha, cây này đặc biệt nó xài dây ở trên. Dây trên trần xuống á. Cây này xài dưới. Đó. Rồi hai cây bằng giá nhau nha mọi người, 300.000 một cây. Cây này là Kurita. Để em viết đi cái mã ra nha. Mọi người chọn cây nào chọn. Rồi, cây này số 1 đi, cây này số 2 nha. Rồi. Hai mã nha mọi người nè, 300.000 một cây. Mọi người chọn nha. Mã là 136.7.1 hoặc là .2 nữa ha. Này dễ chọn. Rồi tiếp theo hai cây đèn pin mọi người. Cây này thì không thấy hiệu đâu hết, nhưng mà hàng là bãi Nhật. Bóng còn sáng đầy đủ. Bóng LED lồi. Pin yếu nha, pin yếu rồi. Pin mấy pin của em bỏ vô. Nó xài 3 viên pin này. Ông người về hai vô ha, 3 viên.
Chú ý để đúng đầu nó vô. Rồi với một cái đèn của hàng National Made in Japan. Chó rất là sáng, chó nó sáng à, chó nó còn mới, nó đẹp á. Nó xài bóng dây tóc nha mọi người, bóng hồi xưa dây tóc. Rồi xài hai cái viên pin này nha, hai viên pin chung chung nè. Pin C, gọi nó pin C nên để chữ C nè. Mọi người mua ngoài tạp hóa có ha. Bỏ vô. Nó có gòn chống nước luôn. Đó, nó sáng như vậy nè. Đó. Rồi, lấy pin ra nha. Rồi, hai cái đèn pin này có mã là 136.8 ha, giá 250 mọi người. Bán hai cái luôn ha. Bán chung hai cái. Rồi, tiếp theo về một cây chút dây điện đúng không mọi người? Chú điện của thằng Vercel, chú điện dây 2.0, 1.6, 1.2, 0.5. Mấy dây cũng không dùng, không xài nữa. Đây, chú khử. Dây nhỏ nhất nè, 0 chấm mấy đi. Đó. Để cắt lại, cái đầu nó có hàn. Chút nó bị dính nè. Rất là ok mọi người. Nhẹ nhàng. Đây. Đó. Chú cái dây lớn nè. 2.0 đi. Đó. Rồi, kiềm chuốt này có mã là 136.9 ha, giá 300 ngàn. Rồi, cuối cùng em có một cái tủ điện. Đây, rất là nặng nha, này mấy ký. Chắc 3-4 ký nha mọi người. Đây, bản lề dày, thép nó rất là dày. Thép này nó dày một ly mấy á. Người nhìn nè, rất là dày luôn á. Đứng lên không xi nhê. Cái tủ điện treo tường á của Nhật. À, cái tủ này nó có bên trong luôn nha, nhưng mà em không có test mấy cái này nha mọi người. À, nó để là dòng điện nè, bên trong nó có để cái thông số đây. Wow. Cái tủ này quá. Để em quay cận xuống cho mọi người. À. Đây thông số của cái tủ này ha. 220A. Rồi hình như là điện ra là DC 30V 10A. Đó. Trong điện này em cũng rành mọi người chuyên về cái tủ điện này thì nhìn qua chắc biết ha. Về gắn xài gia đình hoặc là chung xài máy móc gì đó. Đây, tại vì nó có cái biến áp đây nè, nên nó ra điện DC đó nè, biến áp nè. Đó, nhìn nó còn rất là mới. Đây chắc điện vô nè ha. Vô qua biến áp, qua dàn này là DC ha. Chứ còn mới nguyên, không có dấu hiệu gì hết. Khá là đẹp. Mấy cục này là relay ha. Nó để là 12V. Mấy cái cục này nè. Made in Japan hết nha. Japan sản xuất hết. Cái tủ rất là dày luôn, thép dày nè. Mọi người lấy cái hộp này không làm đồ cũng được, làm bỏ đồ khác vô, bỏ CP đồ vô. Rất là ok. Đây nó có một cái khóa ở đây ha. Cái con ốc khóa tủ rồi. Rồi có lỗ sẵn, lỗ nó khoét, lỗ vô dây điện rồi nè, lỗ bắt ốc vô tường nè.
Rồi, để đo kích thước. Quá nặng. 30 nha mọi người. 30 nhân cho 21 nhân 8,5. Rồi 30 nhân 21 nhân 8. Rồi cái tủ này có mã 136.10 nha, giá 600.000. Rồi em kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.